Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm môn tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án có bài đầu tiên, bài 1, ngày gặp lại, 3 tiết. Nội dung bài học chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm giáo án của bài số 32, cây bút thần 4 tiết. Thank you.
chúng ta cùng xem qua một số bản giáo án của chương trình học kỳ 2. Chủ đề: Những sắc màu thiên nhiên, bài 1, bầu trời, 3 tiết. Nội dung bài học chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm một bản giáo án nữa. Bài số 30: Một mái nhà chung, 4 tiết. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.